ơi, đây chị có một cây trà bạch này gọi là tuyệt đẹp luôn. Em nhìn thấy hoa của nó này. Đặc biệt cái cây này nụ con của nó còn rất là nhiều, cho nên cây này chắc chắn là Tết vẫn còn nụ cây trà bạch này. Đấy. Đây em nhìn này. Hoa đẹp không? Bạch ta nhé em nhá. Bây giờ chị soi cho em cái gốc để em xem. Gốc ta đẹp luôn. Em nhìn này. Đấy. Có chốt nhá. Này, nụ con của nó còn nhiều lắm em ạ. Hai nữa là nụ nó phân bổ nhiều ấy, đồng đều ấy. Nên cây cây này nó rất là đẹp. Đấy. Chứ không phải là túm tụm mà đây này còn nụ bé tí đây nữa này. Đấy, nụ to, nụ nhỏ. Hoa này chơi từ bây giờ luôn, rực rỡ luôn. Đấy. Cái đường kính á, đường kính của cái gốc này hơn 3. Thoát chỗ này được còn tầm 5 phân. Chiều cao 1 2 3 4 5 tầm 1 m, 1 m 1 em nhá. Cây đẹp lắm. Tứ phía bốn bề rất là đẹp luôn. Chậu trong chậu ổn định đảm bảo rồi nhé em nhá. Chậu xi măng giả đá. Đây em ưng cái cây này thì để chị chuyển chính xác cây này luôn ạ. Các bạn có nhu cầu mà muốn mua các cây trà bạch ta, hàng bạch cổ mà cây rất đẹp như này thì vui lòng alo ạ. 0977973535 bạn ơi. Cảm ơn bạn nhiều ạ.